thưa quý vị tổng thống barack obama tưởng nhớ ca sĩ prince tin từ london anh quốc trong buổi họp báo với thủ tướng anh david cameron tổng thống barack obama tưởng nhớ cố ca nhạc sĩ prince ông obama đã nói ông yêu thích prince bởi vì âm nhạc của ông và ông là một người trình diễn tuyệt vời theo tổng thống ông không biết rõ prince năm ngoái ca sĩ prince tới trình diễn tại tòa bạch ốc ông là một ca nghệ sĩ phi thường sáng tạo độc đáo và đầy năng lượng Ông qua đời là một mất mát đáng kể. Tổng thống Obama đã nói rằng thế giới mất đi một biểu tượng sáng tạo, ông là một nhạc công điêu luyện, một chỉ huy ban nhạc tài tình và một người biểu diễn đầy hứng khởi. Prince, biểu tượng nhạc pop của Hoa Kỳ, qua đời ở tuổi 57 trong ngày thứ năm. Viên chức cảnh sát Minnesota đã nói, cảnh sát tìm thấy siêu sao ca nhạc Prince bất động trong thang máy sau khi họ được gọi tới khu nhà ở vùng ngoại ô của ông. Prince được tuyên bố đã chết sau khi những nỗ lực hồi sinh của họ thất bại